Đấy. Quay lại cho nó rõ cái này cho nó quay. Ai à. Đây là cứ đã gạo kìa. Bập bênh. Cái này hôm nọ tôi đi tôi bảo không biết là quay thế nào ra đâu, vẫn làm như cái câu sai thật. Ừ. Quay được thôi. Anh xin cái cắt đăng của cái xe của bọn trẻ con ấy. Thì rất tốt, hoặc là anh đến chợ trời anh mua một cái cắt đăng nhỏ. Nó có, tôi không đi. Thế còn cái cối gạo kia nó giã được là thế này. Đây. Đây nè. Ở dưới nó có một cái cần. Ừ, cần đây. Đấy, cái cần kia đâu phải không? Ừ, đấy. Đấy, nó. Đấy, cái cần đấy mà. Cái này quay ấy, thì làm cho cái cần nữa. Đấy, nên thì cái cối gạo. À, cái cần đây. Đấy, cái cần đấy. À, khó lắm, tôi coi này. Rỗi này, ngắm này. Đấy, không khó, chỉ mỗi cái bánh này mà xin được trẻ con một cái bánh cắt đăng bằng nhựa thì sẽ rất tốt. Ngắm này mà khó thì khó ra. Đấy, cần này. Cái đầu này thì nó kéo dây kia rồi, nhưng đầu này nó cắm vào đâu mà nó vào được cái này. Đây này, nó cắm vào cái trục này. À, cái trục này. Đấy, vào cái trục này. À, trục này. Đấy. Cái trục này nó quay thì cái mỏ này, cối này nó lên nhá. Ừ. Nó lên nhá. Đấy. Khi ấy là nó mỏ nó lại xuống nhá. Ừ. Thế còn đấy, này. Cái thằng này thì nằm rỗng. Cái cổ này nằm dài ra một tí. Thì cho cái dây thép buộc vào đấy, nhưng mà tôi cái dây thép nó bị tuột. Chưa thay được, tôi buộc luôn ra ngoài cái đầu nữa. Cái này cũng thế, cái cô sẩy này nhưng cái cổ này cũng phải niệm là hay hơn. Hả? Đấy, đúng rồi. Nó phải thế nữa. Còn cái thằng này xe nuống hết. Nó xay được đây, cái thế... thực ra không cần cái dây này. Cái dây nào? Thế này à? Cái dây này không cần. À, không cần này. Nhưng mà cứ buộc vào để nó giống cái cối xay. Đúng rồi. Cái cối xay người ta vẫn làm như thế, rồi có cái dây treo. Ừ, đúng rồi. Xin lỗi, tôi được xem lại. Xin lỗi, được xem này, tôi nghe nhất là cái chỗ cục trục hiếu này là khó nhất này. Trục hiếu này là ông cũng hàn thôi đúng không? Đây. Tưởng như thế, không phải hàn đâu, thế này nhá. Ở đây, thì chờ chưa đấy chưa? Anh lấy cái keo dán gỗ hai thành phần đấy. Ừ. Đây, ông này, tức là đây này, có cái dây đây này. Hả? Cái này là cái kiểu này là có cái thuốc ra, nhưng ông đánh nó cong cong ra. Ừ. Cái này ra ngoài đánh cong cong ra, lúc nó quay thì nó mới quay được. Đúng rồi, nó quay. Ừ. Nhưng mà hôm nay thì mình xem kỹ cái này. Đấy, một là để chiêm ngưỡng, chứ còn để làm thì... Này. Thời gian cô gọi là triệu phú rồi. Ừ. Cái thời gian đấy mà để anh nằm hoặc anh xem tivi cũng không nổi gì đâu. Cái ghế vẫn thôi, tôi để đây. Đây, cái chỗ này tôi vẫn hình dung cái này rồi. Ừ. Ông ạ, tôi hình dung cái này rồi. Cái đấy là làm rất dễ. Tôi có cái là tôi làm cái đinh nó hơi nhỏ. À. Đấy, cho nên là cái thép nó cứ bị cong queo đi. Chứ còn làm một cái thép cứng ấy thì rất tốt. Hoặc là đây rồi, thế là về mặt cơ bản này ông ạ. Hôm nay tôi thế này, nó thật nó là
tôi cái làm hay không là vấn đề khác, thì các bạn làm được, nhưng mà mình muốn chiêm ngưỡng một cái việc nó thật cụ thể luôn. Không, đấy, thời gian hôm nay làm đi để khi mà anh làm được cái cô này có thể hết là anh thích lắm rồi. Anh cứ cái thích đó là anh sẽ tăng tuổi thọ lên thôi. Nói hả? Hai con đường, đường. Tôi hôm nay tôi xem chi tiết, xem là cái tác phẩm cũng thế nào, xem chi tiết này kia chẳng hạn. Mi xin cảm ơn ông bà, ôi cảm ơn bà này chú đa. Nhưng hôm nay tôi mới này lấy ra ý định là xem chi tiết. Còn bà thấy ông có nhà, thứ hai tiền nước của em không có, mà thế thì lại điện cho ông Viễn thì khỏi chơi. Vâng. Phải thế này, cổng của tôi ngay từ lúc tôi bắt đầu làm tôi đã ghi chữ là Chi Lan Quảng Tọa Khách Như Vân mà. Anh ạ. Vâng. Mỗi một lần anh đến thế này là anh giúp tôi rất nhiều mà tôi vui. Anh ạ. Cái chữ Trung Quốc lên nào. Hùa. Hùa tao lão này. Hùa tao lão. Chua tao lão. Xế tao lão. Được rồi. Đấy. Thế bây giờ khẩu hiệu. Hả? Trước ấy, bức này nó có hăng nên nó khẩu hiệu. Đúng rồi, thế đấy là phải đấy, đúng không? Đúng rồi. Tôi mơ một đúng rồi, thì tôi mơ một đồng đọc lại tiếng Trung Quốc thì mình ghi nhận lại để mình biết. Đây cái chữ nôm nó khó thế này. Nên là cái ngày bắt đầu học, tôi học mãi không thuộc. Vâng. Vâng. Đấy, thứ nhất của nó đây. Nhất trước giải thích rồi. Thứ nhất của nó nhiều như thế mà chữ này tôi đã bắt gặp ở sĩ này, dẫn này. Khẩu này, nhất khẩu này như này nhiều khảo. Thế mà tôi thấy ở cái bố đô của Lê Lợi cái gì Nam thì Nam Sơn. Vâng. Có cái chữ này ở đại từ. Tôi nghĩ này, không thuộc, bây giờ mình viết một chữ quý là sống lâu là quý nhất. Vâng. Hôm nọ là tôi đã ghi được cái này rất chuẩn rồi. Tôi bảo ông lão ở Kinh Môn bắt dê về đại khách. Nhắc lại cái này, tôi này ông lão ở Kinh Môn bắt dê về đại khách. Quá tuyệt vời. Nó vui, nó rất dân dã mà nó rất là quần chúng, nó lại rất là như là nguyên thủy. Vâng, đấy. Ăn theo kiểu. Hôm nay đi mới ngắm mấy cảnh của ông thì mình thêm lần nữa. Nó tóm lại thời gian nó có. Mình cũng đi thì mình đi chơi. Đấy. Quay lại cho nó rõ cái này cho nó quay. Ai à.